Đây chào các bác nha. Đấy, như ở dưới em quay cho các bác xem, ở dưới đấy là nó bị thấm rột khi mưa nhiều, mưa to. Thì đây là trên mái này em, đây bít keo bít kiếc, mái tôn mái tiếc họ làm cũng khá là cẩn thận đấy. Tuy nhiên là cái mái nhà em nó không dốc lắm, nó không chéo chéo hẳn, nên là khi nước nó mưa nhiều nó vẫn, em đoán là nó vẫn chảy qua các cái khe này, này nó chảy xuống dưới, nhất ở cái góc này chắc đọng nhiều nước. Thì hiện tại để lấp những cái khe hở này này, thì em đã tìm hiểu và mua cái loại Apollo Farm này, công dụng của nó đây. Các bác nào muốn hiểu rõ thì tra thêm trên mạng nhé. Đây là cái chai của nó, em mua nó là 80.000. Hướng dẫn sử dụng này. Ok, bây giờ là em thi công nhá. Còn các cái chỗ góc tường keo này thì lát nữa em kiểm tra xem cái nào nó chưa ổn lắm, nó vẫn còn kiểu thợ làm nó chưa kỹ lắm ấy, thì em sẽ dùng cái loại Apollo đâu nhỉ? Apollo A500. À không à, này là gì? Này là Abet A500. Em chám vào nhé. Các bạn ơi, cái này lưu ý khi dùng nhá, mình bóp vừa phải thôi. Cái này lúc đầu mình chưa quen nên mình bóp nó cứ phải đẩy cái lỗ tôn lên, nhưng thực ra mình chỉ cần bóp một ít sau nó nở ra đây này, nhìn này. Đây là nửa tiếng sau nó nở ra như cái bánh mì này đó. Thế nên các bọn mà chỉ cần bóp ít thì xịt cái là thôi luôn, sau nó nở ra là vừa nhá, chứ bóp như mình là hơi hơi nhiều đấy. Đây mình cùng xem bề mặt của nó sau khi khô cứng lại nhé. Đây. Có khoảng nửa tiếng thôi, trời thì cũng không nắng lắm. Hôm qua vừa mưa to, hôm nay cũng không nắng lắm. Đây. Nó thành cái xốp như thế này. Quay cho các bác xem bên dưới cái phần mái tôn nãy mình xịt keo bọt nhé, hai tường ẩm đấy nhé, giờ nước nó vẫn mưa to quá nó vẫn chảy từ cái chảy ngược lại. Bây giờ sau khi mình bít keo bọt đây, keo bọt nó bám tràn cả xuống bên dưới này, đó, có vẻ rất chắc chắn. Nhưng mà có hiệu quả hay không thì phải sau cái đợt mưa lần tới nữa thì mới biết được là có ngấm hay không. Thì chắc là đợi khoảng sau cái đợt mưa lần tới này em sẽ quay tiếp một cái video nữa để trả kết quả cho các bác xem nhé, để các bác xem có nên dùng cái loại keo bọt này hay không. Giá nó cũng khá đắt đấy mà. Đấy, cái lọ to đấy em xịt quá tay đó là hết lọ rồi đấy, 80.000. Nhưng mà nếu mà nó chống thấm tốt thì cũng đáng tiền đúng không? Còn để xem sau đợt mưa này chỗ này nó có khô không, nếu mà lần tới mà tường nó màu như thế này, sáng như thế này thì chắc là ổn, còn màu mà nó vẫn kiểu có vết thấm nước này là không ổn. À thôi vẫn đi đấy. Đấy, đây là góc tường nhá, góc tường thì trên cái phần khe này thì em khe này hết keo rồi, khe này hết keo thì em chưa xịt vào đây được, nên chắc là em sẽ dùng một cái cách chống thấm nữa, học được của anh Trung ở trong Đà Nẵng. Thì lần tới là anh ấy gửi sơn ra để em sẽ test thử luôn, em sẽ vá cái chỗ góc này bằng sơn của anh Trung với lại góc phần này nữa.
Đây, góc này em sẽ dành riêng để cho test cái sản phẩm sơn chống thấm của anh Trung xem nó có ok không. Còn phần giữa này thì em đã xịt keo bọt rồi, phần giữa này thì nó ngấm ít thôi, nước mưa quá nó trào xuống đây thôi. Đây thì hôm nay nó hết mưa rồi, nó khô rồi, còn hôm qua là nó trào hết xuống nước đây này, thành vũng ở trên nền nhà, rất kinh khủng, thành một cái vũng nước luôn, rất nhiều nước nhé, không phải ít nước đâu, nó nhỏ cũng cả tầng dưới đây. Rất nhiều nước luôn, cứ từng giọt một mà thành cả một vũng tướng, rất là nguy hiểm. Đây các bác ơi, sau một ngày nhá, sau một ngày đây nó cứng lại như này, đấy. Bây giờ em sẽ lấy cái con dao sắc này, em cắt bỏ cái phần thừa này đi cho nó đẹp nhá. Sau đó em sẽ mang cái phần thừa này đi test xem. Test nước, test lửa, test hóa chất xem nó có bền không nhá. Đây mái dưới này, mái trên ở trên kia. Đấy. Cắt rất dễ. Như kiểu lớp đệm mút nhà mình hay nằm. Đó, lớp xốp bình thường này. Đấy. Cắt là ra được các bác ạ. Đây nha các bác ơi, em cắt được 3 miếng nhé. Này. Nhìn xốp như thế này. Bây giờ em sẽ đi test nhé. Test xem cái vật liệu này chịu đựng thế nào. Thì cái đầu tiên, cái quan trọng nhất đó, mình test nước nhé. Em đọc comment đấy, nhiều bác bảo sợ nước nó ngấm cả vào trong cái xốp này. Bây giờ mình test xem nó có ngấm không nhé. Đây em có chuẩn bị một thau nước đấy nha. Này, đây thì cái miếng mút xốp mà mình dùng hay dùng để rửa chén này. Còn đây là cái xốp mà mút xốp mà em vừa mới cắt ra trên kia đấy. Test xem nó có ngấm nước không nha. Đây miếng mút xốp nhá. Mút xốp hay dùng rửa chén hàng ngày. Còn đây là cái miếng xốp mà em cắt ra ở kia. Có hút nước không nhỉ? Hoàn toàn không hút nước các bác nhé. Các bác thấy không? Bởi vì hai cái chất liệu nó khác nhau. Hai chất liệu hoàn toàn khác nhau nhé. Các bác không sợ nó hút nước đâu nhé. Quay gần lại một chút cho các bác xem nhé. Này. Cũng đều là mút xốp, nhưng một cái là vải, một cái là thiên về nhựa. Em không biết tính chất hóa học có gì, thôi review dân dã các bác xem nhá. Này đấy, bóp lại chả có tí nước nào đúng không? Đấy, nước nó không ngấm được vào bên trong. Giống như cái bánh mì ấy nhỉ, bánh mì bánh bao. Hay là nắm lại ai cũng biết tưởng bánh bao. Tức là nước nó chỉ bám ở trên bề mặt này thôi các bạn, nó không ngấm được vào sâu bên trong này. Đây, bóc cái lớp trong này ra thì nó lại khô nguyên đấy.
cái lớp trong này mình lúc mình vừa xé ra sờ còn khô nguyên, nước nó chỉ ngấm ở bên cái bề mặt ngoài này. Nó chỉ bám vào cái bề mặt ngoài này thôi, nó không đi sâu được vào bên trong. Thế đến em sẽ đốt thử các bác xem nhé. Cũng nhiều bác comment bảo cái này dễ cháy, làm trong nhà nó mà cháy thì cháy cả nhà, dễ cháy, cháy nhanh không? Đây lửa đây nhá, mình đốt thử nhá. Em nghĩ là nó cũng cháy thôi nhưng mà không biết nó cháy thế nào. Đấy, có thấy chưa? Mùi khét lắm. Ừ, tắt luôn nè. Đấy, tức là nó không bén lửa đâu các bạn. Các bạn nhìn rõ không? Tức là khi mà đặt dưới cái ngọn lửa ấy, thì nó có cháy, nó có xèo xèo nhưng phải cái ngọn lửa này phải duy trì liên tục thì nó cháy, còn em cứ bỏ cái ngọn lửa này ra thì nó lại tắt. Đấy mà mùi của nó rất là khét, chỉ chứng tỏ cái này nó không như nó không 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 bắt lửa đúng không? Cái này theo như các bác bảo là như thế là nó không bắt lửa đúng không? Đấy, còn nếu mà nó bắt lửa chỉ cần mồi một cái như tờ giấy, mồi một góc thôi là nó sẽ cháy hết tờ giấy, nhưng cái này nó hoàn toàn không như thế nhé. Này, có ngọn lửa thì nó mới cháy, kiểu đốt nó khò nó thì nó mới cháy. Đây, đang ngồi ngoài trời hơi nhiều gió này, phải khò nó mới cháy nhá. Đây, em bỏ ra này. Đấy, tắt luôn. Này, làm lại cái nữa xem. Đó, tắt luôn nhá. Đây, gió thì với gió nó nhẹ nhẹ thôi, lửa của em vẫn còn đây, chứ không phải gió mạnh quá đến nỗi nó thổi tắt được cái này. Nhưng mà nếu là giấy mà kể cả có gió to nó mà bén rồi thì nó vẫn cháy hết. Rồi, tiếp đến em sẽ thử hóa chất nhé, mình thử đổ cồn đổ xăng vào cái này xem nó có ảnh hưởng gì không nhé. Đây các ơi, đây là cồn 90 độ nhá. Đây em thử nhỏ cồn xem nó có phản ứng gì không. Đây. Chắc là không phản ứng gì. Không có gì cả. Tiếp đến là xăng nhá, sẽ đổ xăng vào nhá. Đây xăng đây. Xăng để trong chai nhựa lâu ngày nó ăn móp vào chai ngựa. Các bác để chữ xăng thì nên để vào chai thủy tinh nhé. À, đổ xăng xem có vấn đề gì không nào.
không có phản ứng gì. Em cứ nghĩ nó giống như kiểu cái thùng xốp cơ. Thùng xốp mà mình cho xăng vào thì như là nó tan hết hay sao. Cái này nó không 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 phản ứng gì các bác ạ. Chả có phản ứng gì. Đây, cồn này, cái xăng. Chứng tỏ cái này nó chống chịu được kinh phết đấy chứ. Nó cũng bền đúng không? Đấy, các bác nào có ý định sử dụng thì cứ tham khảo cái clip này của em nhé. Nếu thấy hữu ích thì comment bên dưới động viên em một chút nhé. Cảm ơn các bác nhiều.